Cô gái Mỹ bén duyên chàng trai Nghệ An và hành trình bỏ phố về rừng đầy ngoạn mục. Hannah Lassen là một nữ huấn luyện viên dinh dưỡng người Mỹ. Cách đây 6 năm, vì quá mệt mỏi với cuộc sống ngột ngạt vội vã ở Mỹ, Hannah đã rời thành phố Chicago sang Việt Nam. Là một người ăn chay nên cô chọn đến Việt Nam bởi quá mê rau củ, trái cây ở đây. Và không ngờ, quyết định này đã bẻ lái cả cuộc đời cô khi nên duyên với chàng trai Thanh Đức quê gốc ở Nghệ An. Để rồi từ đây, họ bắt đầu một hành trình bỏ phố về rừng đầy ngoạn mục. Bén duyên từ một bộ phim. Thanh Đức gặp Hannah lần đầu tiên vào năm 2018 khi cô đến thử vai cho một bộ phim do anh làm trợ lý sản xuất. Chàng trai Nghệ An lập tức ấn tượng với cô gái Mỹ bởi không trang điểm đậm như nhiều cô gái khác và có sở thích đặc biệt với trái cây Việt Nam. Thời điểm đó, họ chỉ nói chuyện công việc, kết bạn Facebook, hết phim không còn liên lạc với nhau. 3 năm sau, anh Đức chia tay người yêu nên đến Mũi Né Bình Thuận cho vơi nỗi buồn. Cũng thời điểm đó, Hannah đang ở Mũi Né và cũng vừa chia tay bạn trai. Cô thể hiện tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân nên Đức đọc được. Anh liên hệ với cô để có thêm bạn ở thành phố xa lạ. Sau đó, Hannah giúp anh Đức thuê một căn phòng homestay tại nơi cô đang ở. Mỗi ngày gặp gỡ, trò chuyện, cả hai phát hiện nhiều điểm chung. Hannah luôn nói về ước mơ có cuộc sống giản đơn, hòa mình cùng thiên nhiên. Anh Đức nghe xong mỉm cười, bởi mong muốn của anh cũng giống như vậy. Sau thời gian tìm hiểu, anh Đức đã làm một bài thơ để tỏ tình với bạn gái người Mỹ, nhưng chưa nhận được lời đồng ý. Cuối năm 2020, lũ lụt xảy ra tại miền Trung, Hannah rủ Đức cùng đi làm thiện nguyện. Gần chục ngày bên nhau cùng phát lương thực cứu trợ người dân, cô gái Mỹ nhận ra sự ân cần ấm áp từ chàng trai Việt, tình cảm vì thế nảy nở. Sau chuyến đi, họ chính thức nên duyên. Lúc đầu, gia đình Hannah lo lắng vì sợ cô sẽ không bao giờ về Mỹ khi có bạn trai ở đất nước xa lạ. Họ cũng biết Hannah rất quý Việt Nam, nhưng gia đình Hannah tôn trọng sự tự do của con nên không can thiệp. Sau một thời gian, gia đình Hannah thấy Đức là người chân thành nên cũng yên tâm hơn. Còn gia đình anh Đức thì đã thích Hannah từ đầu và cảm thấy thú vị vì có một người con dâu từ nước Mỹ là giỏi tiếng Việt. Anh Đức cũng không phải là con trai lớn nhất, nên việc anh không lấy một người miền Bắc làm vợ cũng không làm ai lo lắng. Vài tháng sau, Hannah mang thai. Đúng thời điểm đó, dịch Covid-19 bùng phát tại các tỉnh phía Nam. Chứng kiến nhiều gia đình chia lìa vì dịch bệnh, cuộc sống trở nên vô thường. Hannah sợ hãi, mong ước sống gần thiên nhiên, cách ly xa khỏi cuộc sống hiện đại lại trỗi dậy trong cô. Hannah chia sẻ nguyện vọng với anh Đức, mong được đến sống ở vùng Loja của Ecuador, nơi nổi tiếng là thung lũng của những người sống thọ. Cô kể, không khí ở đây trong lành, con người dễ mến, rừng rậm uốn mình bên những con sông nhỏ. Khung cảnh rất khác với cuộc sống thành thị đã thu hút tôi. Đồng thời, qua mạng xã hội, cô cũng làm quen với một nhóm bạn tại đây. Họ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sống. Nhưng trước khi tới vùng Loja sinh sống, Hannah muốn được về thăm gia đình tại Mỹ. Hiểu tâm lý bất an của phụ nữ đang mang thai, anh Đức đồng ý với kế hoạch của bạn gái. Tuy nhiên, vì xin visa của Mỹ phức tạp nên cặp đôi hẹn gặp nhau ở Ecuador. Tháng 8 năm 2021, Hannah mua được vé máy bay về Mỹ nhưng phải ra Hà Nội bởi sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa. Trong tình hình dịch bệnh, để ra được thủ đô khi mọi phương tiện giao thông đã dừng hoạt động rất khó khăn. Vì vậy, anh Đức đã quyết định đi xe máy từ Mũi Né đến Nghệ An quê anh, rồi mượn ô tô ra Hà Nội. Hành trình của cặp đôi bắt đầu khi Hannah bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ. Suốt hành trình, có lúc họ phải ngủ ven đường vì không nhà nghỉ nào mở cửa. Hôm nào may mắn, họ mua được đồ ăn từ nhà dân, nếu không phải xin tiếp tế từ đội tình nguyện dọc đường. Sau 5 ngày, cả hai đến được Nghệ An, rồi nhanh chóng ra Hà Nội, vừa kịp chuyến bay đến Mỹ cất cánh. Kế hoạch đến Ecuador của chàng trai Việt tiến hành ngay sau đó, nhưng vì dịch bệnh anh không thể xin visa. Anh đành chuyển hướng mua vé tới Panama bởi quốc gia này miễn thị thực cho người Việt. Hy vọng của anh Đức là từ nước thứ ba tới Ecuador, nơi người yêu đang đợi mình. Nhưng khi đã lên chuyến bay đến Panama, hy vọng hội ngộ bạn gái của anh vẫn không thành. Lúc quá cảnh tại sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh bị giữ lại vì vướng mắc giấy tờ, chờ 2 ngày để tiếp tục cất cánh. Khi vừa bước xuống sân bay, anh lại bị hộ tống để trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Đức kể lại,
Nhân viên ở đó không nói tiếng Anh, nên đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao mình bị trả về. Thế là anh tiếp tục mắc kẹt 7 ngày tại sân bay trước khi được yêu cầu trở lại Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cặp đôi bị chia cắt cho tới khi con gái đã chào đời. Hannah tâm sự, mình đã sinh con vào tháng 12 năm 2021, lúc 4 giờ 32 phút sáng. Lúc đó, anh Đức chưa đến được nước Ecuador với Hannah vì gặp không ít khó khăn với visa. Hannah sinh con ở nhà với sự hỗ trợ của một người bạn. Cô đã có trải nghiệm sinh con không thuốc tây. Hannah muốn ngày sinh con là một ngày bình an, an toàn và đáng nhớ, nên cô đã sinh con ở bên ngoài, dưới bầu trời đầy sao. Hannah đã dùng cái võng để hỗ trợ cơ thể và để có thể thoải mái nhất khi sinh con. Người mẹ trẻ cũng không biết giới tính của em bé cho đến khi thiên thần nhí chào đời. Khi đó, em bé được sinh ra và ti mẹ ngay lập tức. Vì không dùng thuốc tây nên Hannah cảm thấy vô cùng vui trong vài tuần. Những hormone trong cơ thể cô cũng luôn trong trạng thái cân bằng. Có nhiều lần Hannah đã khóc vì biết ơn em bé đã đến với mình. Sau đó vào đầu năm 2022, khi dịch bệnh trong nước bớt căng thẳng, anh Đức mới xin được visa đến Peru và từ đây nhập cảnh vào Ecuador. Vậy là sau khi trải qua chặng đường đầy khó khăn, gia đình nhỏ đã được đoàn tụ. Cuộc sống trải nghiệm ở Nam Mỹ. Trước đó, kể từ khi quyết định rời phố thị về vùng quê, cả anh Đức và Hannah đều đã chuẩn bị tinh thần vì hiểu rằng cuộc sống sẽ rất khác. Không có nhu cầu sở hữu bất kỳ tài sản gì ở Ecuador. Cả hai không mua mà quyết định thuê nhà từ tiền chuẩn bị trước đó. Giờ đây, trong căn nhà thuê lọt thỏm giữa những vườn cây sum suê hoa trái ở Loja, Ecuador, cặp đôi có cuộc sống như mong ước. Khi mặt trời lên, cả nhà cùng thức dậy, hai vợ chồng vừa trông con vừa tập thiền, yoga, thể dục. Sau đó sẽ cùng nhau đi hái trái cây, mặt trời xuống là thời điểm làm việc kết thúc, đến giờ nghỉ ngơi. Cuối tuần, Hannah sẽ mang trái cây trong vườn nhà ra chợ, đổi lấy rau để thay đổi bữa ăn. Hannah cho biết, con gái của hai vợ chồng anh chị mang quốc tịch Ecuador, trong khi anh chị là công dân dài hạn với điều kiện sống ở đây ít nhất 2 năm. Cô gái trẻ cũng cho hay, vùng đất này chỉ có 50% là người địa phương, còn lại đến từ các quốc gia khác nhau. Văn hóa đa dạng nhưng mọi người có điểm chung là gần như quên hẳn sự tồn tại của thiết bị công nghệ. Hannah nói, nếu bạn bè, người thân gửi tin nhắn hay gọi đến, có lúc phải chờ đợi cả ngày để tôi trả lời hay gọi điện lại. Vốn không có kinh nghiệm về cuộc sống dân dã trước đây, thậm chí chưa từng nấu ăn, làm vườn hay may vá quần áo. Cô gái Mỹ phải học mọi thứ từ đầu. Tuy nhiên, Hannah luôn được hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ. Trong cộng đồng này, một số người nghỉ hưu, một số làm thủ công, nông nghiệp hay làm việc từ xa. Dù vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp. Về phía anh Đức, vốn có năng khiếu về nghệ thuật, ở đây anh cùng bạn mở lớp dạy các điệu nhảy của Nam Mỹ như bachata, kizomba, cha-cha-cha, salsa. Tuy nhiên, thu nhập chính của anh vẫn đến từ công việc kinh doanh online tại Việt Nam và đầu tư bất động sản. Trong khi đó, Hannah mở workshop về dinh dưỡng và sức khỏe. Mỗi khi rảnh, anh Đức sẽ dạy nhảy cho mọi người hay chinh phục những ngọn núi quanh nơi mình đang sống. Anh từng trải nghiệm 20 cung đường khác nhau trong khu vực đi bộ đường dài rộng lớn và đa dạng. Còn cô con gái đáng yêu 1,5 tuổi của hai anh chị được bố mẹ dạy học, thời gian còn lại được trải nghiệm môi trường tự nhiên với hoa lá và cây cỏ. Theo chàng trai Việt, trẻ em nhập cư ở Ecuador không hề có nhu cầu đi học ở trường. Anh cũng cười và nói, trước mắt, ở đây là bé có thể học cả 3 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, tôi thấy quá đủ. So với khi ở thành phố, anh Đức nhận thấy sống ở vùng quê có nhiều lợi ích, tránh xa nguồn thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, môi trường tốt để nuôi dạy em bé, chi phí sinh hoạt thấp hơn, không gian sống gần gũi với thiên nhiên, ăn uống lành mạnh và sức khỏe cũng tốt hơn. Anh nói, thay vì suốt ngày ở thành phố gò bó, hít khói bụi, lao vào kiếm tiền rồi lại tốn tiền chữa bệnh, sống ở vùng quê giúp chúng tôi thoát khỏi cuồng quay mệt mỏi đó. Thực tế ở nơi không khí trong lành vẫn có thể kiếm tiền và có sức khỏe. Tinh thần của chúng tôi cũng thoải mái và không còn nhiều nhu cầu về vật chất. Cặp vợ chồng chia sẻ, ở đây mọi người thường xuyên gặp gỡ, chơi nhạc, nhảy múa cùng nhau. Khái niệm thời gian vì thế trở nên không còn quan trọng. Trước đây, Hannah có nhiều quần áo, giày dép, mỹ phẩm, nhưng hiện tại sống tối giản, giảm nhu cầu vật chất. Hai vợ chồng thường dùng đồ cũ, tiết kiệm chi phí sinh hoạt,
nhờ trao đổi nhiều với mọi người xung quanh, chỉ mua những thứ không đổi được. Đồng thời, người mẹ trẻ cũng học hỏi được nhiều kỹ năng trong cuộc sống như nấu ăn, làm vườn, may vá, sửa quần áo để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Theo anh Đức, trước khi bỏ phố về quê, việc có sự chuẩn bị trước sẽ bớt khó khăn hơn. Trong số đó, điều cần thiết là có công việc online, có nguồn tài chính đủ để phòng bị trong vòng 1 năm đầu. Bởi lẽ kiếm tiền lại từ đầu ở quê sẽ rất vất vả. Nhưng đến khi thế giới quan được mở rộng, mọi người sẽ nhận ra cuối cùng hạnh phúc của cuộc đời rất đơn giản. Đó là tập trung vào giây phút hiện tại với những gì mình đang có và tận hưởng. Thay vì cứ mãi lo nghĩ mai kiếm được bao nhiêu tiền hay thăng tiến đến đâu. Được biết, thời gian đầu khi con trai tới một đất nước xa lạ, vì lo lắng, ông Lê Văn Chiến, bố của anh Đức, thường gọi điện hỏi con, sống như thế vất vả không? Nhưng anh luôn trả lời, cuộc sống vẫn hạnh phúc và anh tự hào về quyết định của mình. Anh Đức nói với bố, với con, tất cả mọi thứ đều sống động và thay đổi mỗi ngày. Gần đây, cặp đôi còn học thêm cách làm xà phòng hay đứt gội đầu hữu cơ, song song với công việc vốn có. Họ cũng có nhiều dự định khác cho tương lai. Hana nói, chúng tôi muốn sống ở những nơi khác nhau để khám phá thế giới cũng như khai phá năng lực của bản thân. Hiện cả hai đang lên kế hoạch đến những vùng đất mới ở Nam Mỹ trước khi về thăm Việt Nam, nơi Hana luôn dành một tình cảm đặc biệt. Bởi như cô chia sẻ, đó không chỉ là quê hương người tôi yêu, mà còn là nơi có nhiều trái cây tươi ngon cùng những con người thân thiện.